Hello, xin chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube Thanh Tú Store, kênh chuyên mua bán tài cũ chính hãng giá rẻ các bạn nhé. Hôm nay mình lại về được một lô 14 Pro, 12 Pro Max rồi các bạn ạ. Ok, thì mình tiếp tục quay video cho bạn xem những con máy bên mình mới về ngày hôm nay và những cái máy bên mình đang còn. Mọi người xem ưng con nào thì mọi người chủ động liên hệ bên mình để đặt hàng qua Zalo 0566884Q9 các bạn nhé. Và bên mình bán hàng thì vẫn có ship code toàn quốc. Mua hàng các bạn được phép kiểm tra thoải mái. Ưng thì lấy và không ưng thì các bạn có thể không lấy các bạn nhé. Ok. Và đầu tiên thì mình vẫn cứ là nên những con máy mới về. Đầu tiên mình giới thiệu với các bạn một con Samsung A32. RAM 6 bộ nhớ 128. Máy zin thì tức 98. 3 triệu các bạn nhé. Samsung A32. 56 bộ thì 128. 3 triệu. Còn pin 5.000 các bạn nhé. Rất là đáng mua luôn các bạn ạ. Rẻ. Đây chính thức gọi là rẻ, bền đẹp đây này. 3 triệu bạc một cây RAM 6. Quá rẻ. Tiếp theo mình về được một con Android nữa. Con này nó là con Xiaomi A3. Xiaomi A3 mình sẽ xem nào. Xiaomi A3. Bạn đợi mình xíu mình check luôn nhá. Mi A3. Con này RAM 4, RAM 4 bộ nhớ 64 nhá. RAM 4 bộ nhớ 64. Ok, con này để cho mọi người với giá là 2 triệu 2 nhá. 2 triệu 2 RAM 4 64 Mi A3. Máy cầm rất nhỏ gọn xinh xắn. Bao zin thì rất đẹp nhá. 2 triệu 2. Tiếp theo thì ngày hôm nay mình về được mấy cây 11 Pro Max. Nhưng mà, các bạn ạ, có khi hôm nào mình phải làm một cái video tiếp để nói về con 11 Pro Max này ép kính. Bởi vì ngày hôm qua thì mình đã lên video mình nhập một lô 12 Pro về và toàn máy đánh kính rồi. Đấy, thì ngày hôm nay thì vẫn cái người này mang đến hàng cho đến cho mình. Thì lại chọn được có mấy cây vì người ta toàn ép kính. Nhưng mà thôi mình thỏa thuận với người ta rồi. Mình thỏa thuận lần sau rồi. Lần sau em đừng mang máy lên nên bán cho anh như này mất thời gian của đôi bên. Đấy. Em xác định trước khi bán cho anh được thì em phải kiểm tra ở nhà trước. Đấy. Đúng như anh nói, tất nhiên là kể cả hàng đánh kính anh cũng mua, hàng ép kính anh cũng mua, nhưng mà anh mua là nó rẻ chứ cứ giá đấy này không mua được. Thì có khi hôm nào mình lại làm cái video hướng dẫn mọi người nhá. Đây, 11 Pro Max, 64GB RAM Mỹ, pin 94%, máy bao zin. Hình thức con này được gọi là 99 các bạn nhé. Ôi sao mình điền nhầm. Hình thức con này gọi là 99 các bạn nhé, pin 94%. Con này phải có giá là 11 triệu các bạn nhé, 11 triệu. Mười một triệu các bạn nhé, 11 triệu. Tiếp theo con này của mình là 64GB, con này bản gì nhỉ, sáu tư ghi mã Mỹ nhá. Tình trạng con này là ép kính rồi và mình cũng chia sẻ thật các bạn chẳng giấu gì. Con này mình vừa bán cách đây tầm khoảng chục ngày, bán cho khách và mình bán là 11 triệu 200 hay bao nhiêu không không nhiều lắm, nhưng máy mình bao zin cho khách. Nhưng mà một điều rất đáng tiếc là con này nó ép kính rồi đấy, cũng chỉ vì tin tưởng mình mua nhầm con này đấy. Thì sau khi phát hiện ra máy ép kính thì khách phải gửi máy về cho mình và bên mình đã chịu hoàn toàn cước phí vận chuyển đi, cước phí vận chuyển về và chấp nhận đổi cho khách một con máy khác zin tương tự số tiền như vậy. Và con này mình chấp nhận phải thanh lý với giá là 10 triệu 64GB. Chấp nhận đấy mọi người ạ. 10 triệu 64GB nhá, máy đã ép kính. Pin 91%, mã Mỹ. Tiếp theo mình về một con màu gold. Mã Mỹ 64GB pin 86%. Máy bao zin thì thức ra đẹp. 10 triệu 900 nhá.
10.900. 10.900. Tiếp theo mình về được con A13 Pro bản ZA. Bản ZA thì các bạn sẽ dùng được hai sim vật lý nhé. Máy bao zin với thước đẹp, pin 88%. Đây bản ZA sim vật lý này 118 GB này. Nó có giá là 17.500 nhé. 17.500. Tiếp theo mình về con 8 Plus, con này tình trạng là đã lên vỏ rồi nhá. Đấy, tức là đã thay vỏ rồi, 3.600. Pin 100% thì tất nhiên là pin thay rồi nhá. 3.600. Tiếp theo một con 7 Plus 32 GB, 2.700.000 nhá, 2.700.000. Con này bản Việt Nam hình thức đẹp, 2.700.000. Máy full chức năng, 2.700.000. Tiếp theo mình về là con SE 2020, con này đã lên vỏ nhé. 3.700.000, 118 GB, 3.700.000. SE 2020. Tiếp theo là một con 12 Pro Max, 206 GB, 89%. Máy zin thì thức 98% nhé. Máy thì mình bao zin thì thức 98. 15.500.000, con này bình thường thì nó phải là 16.500.000 cơ. Nhưng mà ở đây con này nó bị một cái tình trạng này nhá. App Play bị sự cố. Tức là cái này bị sự cố thì các bạn sẽ, tức là cái này nó liên quan đến cái vấn đề mua bán các cái phần mềm mất tiền thôi, nhưng mà tức là nhá, bạn muốn mua một cái ứng dụng gì trên App Store mà phải trả phí thì các bạn sẽ không mua được bằng con này. Vì lý do là nó bị sự cố. Đấy. Và như vậy mình vẫn bảo hành 6 tháng cho mọi người bình thường. Một con 12 Pro Max 206 GB, 15.500.000. Tiếp theo là một con 12 Pro Max 118 GB, pin 92%. Ma Mỹ. Máy zin thì thức 98 nhé. 15.500.000. 15.500.000. Máy zin thì thức 98. 12 Pro Max. Tiếp theo một con 12 Pro Max nữa, con này là 118 GB, pin 89%, mã Mỹ. Máy zin thì thức đẹp. 15.500.000 nhá, 15.500.000. 15.500.000. Sao con này bằng con này được nhỉ? Thì rẻ hơn nhá. Chứ nó còn con màu trắng là mình bán là 15.200.000 nhá. Rẻ hơn 300.000. Con màu xanh thì mình bán 15.500.000. Tiếp theo một con 206 nữa. Con này hình thức thì máy thì bao zin nhưng mặt kính trước nó có chảy xước nhá. Có chảy xước và dán cường lực vào thì nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Nhưng mặt kính trước có phải lông mèo lông chuột. 206 GB, pin 86%, máy bao zin full. 15 triệu. 15 triệu các bạn nhé. 15 triệu. Tiếp theo một con Ma Mỹ 206 GB, pin 87%, máy zin thì thức đẹp. 16.500.000. 16.500.000 nhá, 12 Pro Max. Máy mình bao zin full đẹp. Ok, thì đấy là toàn bộ số máy mới về. Còn bây giờ mình sẽ lên những con máy mình đang còn nhá. Đầu tiên lên cho các bạn 13 Pro Max này, 206 GB. Bản VN, pin 92%. Máy bao zin thì tức đẹp 99. Con này có thi thoảng có một hai vết phẩy lông mèo lông chuột, không đáng gì nhá. Một hai vết phải không đáng gì. Đấy, thức đẹp 99 này. Ok, chưa được đẹp keng. Đẹp keng thì nó là long lanh rồi. 21.500.000, 206 GB bản VN. Máy bao zin full. Tiếp theo một con này là có giá là 19.500.000. Con này có khi mình vẫn nhầm giá. Ok, con này mình, mọi người đợi mình xíu nhá. Người đợi mình xíu. Sẽ đính chính lại. À, sẽ đính chính lại giá. Ok. Con này mình chỉ bán với giá là 19.200.000 thôi.
B88 nhá, mã Mỹ, máy bao zin, hình thức thì cũng có phải lông mèn lông chuột nhưng nó nhiều hơn con kia một tí, không đáng gì nhá. 19 triệu 200, 19 triệu 200 rất là rẻ. 13 Pro Max 19 triệu 200 nhá. Tiếp theo một con 13 Pro Max màu trắng, mã Mỹ. Sao có cả sim con này nhỉ? Pin con này 99% hay sao đó? Pin 99% nhá. Mã Mỹ 108 GB máy zin. Hình thức đẹp. Con này có giá là 20 triệu. 20 triệu các bạn nhé. 13 Pro Max 20 triệu. Đây, tiếp theo hôm nay mình mua là con này của khách này. Khách nên bán con này cho mình. Khách mua từ lâu rồi. Khách bảo là máy zin này. Mình tháo ra thì ép kính rồi. Đấy. Mình tháo ra thì ép kính rồi. Nên nhá. Thì ép kính thì bình thường bên mình đang bán là 6 triệu 3 đúng không? Đấy. Nhưng con này mình sẽ giảm thêm cho các bạn 200 nghìn nữa. Vì cái gạt rung này nè. Cái gạt rung này rất là nặng nhá. Cái gạt rung này nè. Đấy, gạt các bạn gạt vẫn được đây mình nhìn các bạn nhìn này. Gạt vẫn được này. Nhưng nó nặng, coi như mình trừ tiền luôn cái này đi là 200 nghìn, tức là còn có 6 triệu mốt nhá. 6 triệu mốt thôi. Đấy, 6 triệu mốt. Cái mắc tình trạng ép kính và gạt rung nặng, gọi là ghi hỏng gạt rung đi, được chưa? Quá rẻ, mình bao chỉ mỗi ép kính thôi, mình tháo hẳn máy ra xem mà gạt rung, được chưa? Một cây máy lốc 4,7 triệu, một cây máy lốc 4,7 triệu, một cây máy pin 164 GB bao zin chịu của pin 7,5 triệu, hình thức đẹp 7,5 triệu bao zin chịu của pin nhé và bao full chức năng 7,5 triệu. Tiếp theo là một con 6 triệu, con này tình trạng là sức một thì kính cam đây nè, sức một thì kính cam đây nhá và ép kính 6 triệu 64 GB, con này hỏng phây thanh lý 6 triệu này, con này thay lưng 6,3 triệu này. Đây, hỏng phây con này thay lưng này. Đó. Ok chưa? Đây. Thêm một con 13 Pro đẹp long lanh nữa đây. 13 Pro 206 GB nhá, thích biên châu lấy con này. Máy Ma Mỹ 206 GB, máy zin đẹp keng. 18 triệu 500, pin 89%. Máy bao zin full hình thức đẹp nhá. Máy bao zin full hình thức đẹp. Tiếp theo một con iPhone 13 118 GB, 118 GB bản VN, pin 89%, máy bao zin thì thứ đẹp 14 triệu 500 nhé, 14 triệu 500, máy bao zin full thì thứ đẹp, con này màu trắng hồng nhé, iPhone 13 màu trắng hồng. Tiếp một con iPhone 13, con này đẹp thế này mà chưa thấy mùi, một con iPhone 13 đẹp xuất sắc, đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhé, 15 triệu 500, 118 GB, pin 99%, còn bảo hành đến ngày 10 tháng 12 năm 23 nhé. Tiếp theo mình có hai con 11 Pro Max thanh lý cho các bạn. Con này của mình là tình trạng đã thay màn nhưng thay màn zin nhé. 9 triệu, pin 81%. Còn con này của mình 64 GB này, pin 100 là pin thay rồi nhé. Và đã sửa qua cái phây nó sẽ hơi chậm chậm nhé. Thanh lý cũng 6 triệu. Một con 11 Pro 206 GB, pin 90%, 9 triệu 2, máy zin đẹp, 9 triệu 2. Con này là 206 GB nhé, 8 triệu 8, pin 83%, máy bao zin thức đẹp. Tiếp theo thanh lý cho bạn một con 11 Pro 6 triệu 8, 64 GB, pin con này thấp, pin 78%. Tình trạng đã ép kính mặt trước và đã thay lưng mặt sau nhá, thay lưng mặt sau. Để báo rõ tình trạng cho mọi người luôn. Tiếp theo mình còn một cây 11 7 triệu 2, máy zin thức hơi phải phẩy một tí, tức gọi là 98% nhá. Máy bao zin iPhone 11. Tiếp theo mình có một con iPhone 14. Con này thì nói chung là miễn bàn. Còn bảo hành đến 13 tháng 12 năm 23. Máy zin đẹp hết nước chấm luôn nhá. Em hết nước chấm luôn. 17 triệu 128 GB iPhone 14.
đắt hơn iPhone 13 có 1,5 triệu thôi. Tiếp theo là cái lô iPhone 12 Pro này, bên mình pin 9x hết nhá. Pin 9x hết. Đấy. Mình còn có 6 cây thôi. Vừa hôm qua về 10 cây còn 6 cây này. Đấy, 6 cây 12 Pro nhá. 13 triệu 500 một cây. Xin lỗi các bạn. Màu đen là 13 triệu 400, còn màu xanh, màu trắng và màu gold là 13 triệu 600 một cây, pin 9x, ma Mỹ, máy bao zin full hình thức đẹp nhá. Và mình có một cây 12 Pro nữa, đây cho các bạn xem. Cây này mình đang dùng để quay video. Đây chính là con này. Mình bán con này có 12 triệu thôi, tức là các bạn mua sẽ được rẻ 1,5 triệu. Tình trạng con này là đã thêm màn, nhưng thêm màn zin nhá. Và mình dùng cũng được ngày hơn ngày, rất là ngon luôn. Cực kỳ là ngon luôn nhá. Tiếp theo là mình có XR độ 14 Pro, có màu vàng và màu tím nhá, màu vàng màu tím. 5 triệu rưỡi 64 GB, 6 triệu là 118 GB nhá. Một cây XS độ 64 GB 5 triệu rưỡi, 64 GB 5 triệu rưỡi. Một cây 8 Plus, một cây 8 Plus. 4 triệu 2 màu gold nhá, 4 triệu 2 màu gold. Mình sẽ cầm sạc luôn. Tiếp theo là bảy nhỏ thì bên mình 32 GB vẫn dao động là từ 1,7 triệu cho đến 2 triệu tùy từng cây nhá. iPhone 7 nhỏ 32 GB từ 1,7 triệu cho đến 2 triệu, máy bao zin trừ quả pin. Đấy. Còn mình có một con này là vỏ thay này, 206 GB thì là 2 triệu nhá, thay vỏ rồi, thấy chưa. 8 nhỏ 64 GB là 3 triệu, 206 GB là 3 triệu 2 nhá. 8 nhỏ 4 cây, trong đó con này bản VN thì cộng thêm 100 nghìn. Đây một cây màu đen nữa này, SE 2020. Đấy. 32 GB, đâu 128 GB, vỏ xấu, coi như bỏ vỏ, 3,3 triệu. Còn con này vỏ đẹp thì là 3,7 triệu, 128 GB. Còn con này là máy lốc 2 triệu rưỡi, SE máy zin nhá, máy lốc zin 2 triệu rưỡi. Ok, và các bạn thông cảm, mình chỉ giới thiệu về dòng iPhone thôi, dòng Android thì các bạn chủ động liên hệ bên mình nhé. Đây, mình có mấy trăm cây này, Android mấy trăm cây. Mình xin phép các bạn là mình không giới thiệu trong video này, hẹn các bạn vào video khác nhé. Đấy. Các bạn có thể nhắn tin trực tiếp Zalo bên mình, hoặc là xem video ngày hôm trước nhắn tin bên mình hỏi nhé. Thì các bạn thông cảm, lượng máy quay này nhiều, mệt mỏi, mệt mỏi lắm luôn ý nhá. Ok, thank you, chào và hẹn gặp lại mọi người nhá. Mà mọi người nhớ like video ủng hộ mình nhá.